Trực thăng CCH có tải trọng rất lớn, có sức nâng tới 5,9 tấn, đủ sức để vận chuyển cả những khẩu trọng pháo M777 cỡ nòng 155mm. Kích cỡ khoang chứa của nó tới gần 20 mét khối, lớn gấp đôi so với tiền nhiệm của nó là trực thăng Black Hawk. Không những thế, nó còn có cửa đuôi rộng hơn cả loại trực thăng vận tải hạng nặng V-22 Osprey. Loại trực thăng này cũng có tải trọng lên tới 8 tấn, gần bằng loại trực thăng vận tải hạng nặng hiện đại nhất hiện nay của Mỹ là CH-47F, vốn có kích cỡ lớn hơn nhiều. Sở dĩ CCH có thông số đáng kinh ngạc như vậy là nhờ thiết kế đặc biệt của nó. Nhờ thiết kế hai cánh quạt nâng đồng trục quay ngược chiều tương tự như các loại trực thăng hải quân và trực thăng tấn công của hãng Kamov của Nga. CCH không cần có cánh đuôi để chống lại mô men xoay, giúp gia tăng tải trọng và thể tích thân máy bay mà không làm tăng chiều dài ưu việt hơn, CCH đều trang bị hai động cơ cánh quạt cao tốc phía đuôi để giúp máy bay bay về phía trước với tốc độ rất cao, lên đến 435 km h khi mang theo 2 tấn hàng. Nhờ tài trọng, CCH có thể mang theo 14 binh sĩ với đầy đủ trang bị, với tầm hoạt động xa hơn nhiều so với trực thăng truyền thống. Tuy nhiên, CCH vẫn giữ được toàn bộ ưu điểm của các loại trực thăng trên khi vẫn có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng linh hoạt, hay bay treo để thả các lực lượng đặc nhiệm đầu bộ. Là trực thăng đa nhiệm, CCH cũng có khả năng hoán cải thành bản chiến đấu với vũ khí trang bị không kém một chiếc trực thăng tấn công thực thụ, gồm pháo bắn nhanh 30 ly, tên lửa chống tăng dẫn đường tầm xa Hellfire hay rocket không điều khiển Hydra. Các phiên bản chiến đấu, chở quân hay vận tải đều có khả năng tiếp tế vũ khí và nhiên liệu khi đang bay. Quan trọng hơn, những phiên bản này sử dụng chung đến 95% phụ tùng, giúp giảm gánh nặng hậu cần đi rất nhiều. Thiết kế của CCH cũng giúp cho loại trực thăng này bay ổn định và ít rung động hơn so với thiết kế truyền thống. Hơn nữa, hệ thống lái điện tử không dùng thủy lực cho phép máy bay bay an toàn hơn, tránh được các tai nạn liên quan đến hệ thống thủy lực thường thấy trên các loại trực thăng khác. Nhờ các thông số vượt trội so với trực thăng truyền thống, phiên bản bay biển của CCH cũng cạnh tranh mạnh mẽ với các loại trực thăng và máy bay vận tải trên hạm của Mỹ, như CH-53 Sea 2 hay V-22 Osprey. Về khả năng vận tải, CCH không thua kém CH-53. Về tốc độ, nó cũng không chịu lép vế trước V-22 Osprey. Tuy nhiên, loại máy bay mới này lại vượt trội hai đối thủ trên ở kích cỡ nhỏ gọn, khả năng tùy biến linh hoạt và sự đơn giản khi bảo trì bảo dưỡng. Dự tính đến năm 2017, Mỹ sẽ hoàn thiện CCH để thực hiện chuyến bay thử đầu tiên nhằm đánh giá chính xác trước khi quyết định loại trực thăng đa nhiệm thay thế UH-60 Black Hawk trong gói thầu trị giá đến 100 tỷ USD.